Thế còn cây này là giá của xanh nhỉ? Xanh quê. Là bao nhiêu tiền đây? Cái này ạ. Đấy, cây xanh. 1,5 triệu. 1,5 triệu đấy. Giá giật mình. Cây hàng gốc trọng. Ship mọi miền Tổ quốc đây đúng không? Giả lắm anh ạ. Không nhiều ông ở tận miền Nam người ta thích xanh thì xanh năm điểm. Thì có gửi vào được không? Gửi được anh ạ. Gửi thoải mái đúng không? Ok rồi. Là những cây này gửi thì hơi tốn kém nhỉ. Con này thì thoải mái. Đấy. Số má đấy cứ liên hệ với người đẹp tên Hạ. Cây hôm trước bán rồi đâu anh? Không, cái cây ấy. Cây trực ấy. Đấy chưa? Chưa, vẫn để nhà, nhốt nhà. Dạ. Vâng. Đấy, cây này vẽ bóng dáng là cái nhìn khiếp nhỉ. Già. Nhìn nó thêm này. Tưởng là trêu. Nam Điền. Nào thích đồ đồ cỡ trung có cỡ thì vật. Đây là anh Trần Lập. Chủ cây. Cây của ông Tị sao ấy nhỉ? Xanh. Tiếc quá, cây này mà nhiều bệ tí thì tuyệt vời. Đấy, toàn phần lợn này. Bên này mà có đầy đầy tí thì mê lắm. Dáng dấp ổn mà bệ kém tiếp ạ. Đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không biết xanh gì ấy. Quê là Nam Điền đấy. Sinh quê thì phải. Không rõ, chưa sao khẳng định. Một quế mini. Có phải bốn tỷ không? Ông Tị đang uống nước trong kia rồi. Nhìn nhỏ nhỏ này là chỉ cây của ông Tị thôi. Sáng sớm nó oi nóng khủng khiếp. Mấy hôm nay nắng nóng Hà Nội khủng khiếp đấy. Là cây trà thụ tiên. Mấy cây này của ông chắc loanh quanh vài triệu thôi. Là đồ chơi nhỏ nhỏ. Ui, nặng thế đấy. Láng làng rất chuẩn rồi, mỗi tội là cần có bệ và vách nhiều hơn. Cái chi phía sau thì phải làm dẻo hơn, xuống tí. Hoa giấy. Anh chắc phải lấy lại cái chương này. Nên dành. Dành một tín đồ mini. Lỏi sang đây một tí xem. Nhài. Sáng sớm mà, có bác ấy đi ngồi uống nước hết. Có khách đi ra. Hello. À, xin chào nghệ sĩ. Hôm nay có cây to thế. Đây mua đi. Bao tiền đấy?
Bao tiền lộc vừng đấy nghệ sĩ? Lộc vừng này anh? Vâng. Là 13 triệu. 13 triệu. Này chỉ chờ đại gia thôi. 13 triệu biết này. Rồi nhưng chờ đại gia có biệt thự cơ. Đây đẹp này có đất chơi thì tuyệt vời. Có đẹp. Có đất có sân vườn thì chơi có đẹp. Cái này là chắc là nhiều hoa đây. Hoa nhiều lắm nhỉ. Nhìn nhìn cái chất này là nhiều hoa đây. Mà cây thả nước rồi đây. Cây thả nước về, dẫn thả nước về. 13 triệu. 13 triệu trở đến tận giường, đầu giường. Tận nhà luôn. Đấy. Với điều đấy, với điều kiện là ở Hà Nội nhá, mới trở đến đầu giường được. Đấy, đọc số của nghệ sĩ đi. Của em là 0904. 0904. 690. 690. 311. 311. Tên là quên mất tên là Lê Văn Hạ. Hảo. Hạ. Ờ đúng rồi, đến mùa hạ. Quên nhầm thì anh người xong có gì thì hai anh em này nói chuyện sau. À không, không cần nói chuyện, cứ người ta alo trực tiếp luôn. Đấy, nhìn thấy mùa hạ rồi đấy. Cây đá đẹp quá. Lộc vừng. Thả nước về để đặt lên cái ang là chơi luôn. Đây về làm cái bể chứ nhặt thả. Đấy, không phải trồng chứ gì cả. Hạ này. Thế còn cây này là giá của? Xanh nhỉ, xanh quê. Là bao nhiêu tiền này? Cái này. Đấy, cây xanh. Triệu rưỡi đấy. Giá giật mình. Cây hàng trúc trọng. Ship mọi miền tổ quốc đấy đúng không? Giả lắm anh ạ. Không nhiều ông ở tận miền Nam người ta thích xanh thì xanh năm điểm thì có gửi vào được không? Gửi được anh ạ. Gửi thoải mái đúng không? Ok rồi. Mà những cây này gửi thì hơi tốn kém nhỉ. Yeah. Con này thì thoải mái. Đấy. Số má đấy cứ liên hệ với người đẹp tên Hạ. Mùa hạ nóng nhưng mà đẹp. Nóng nhưng mà nhiều nước. Anh ấy hay đi quay nhỉ? Vâng. Chắc nhà anh chắc nhiều cây lắm nhỉ? Ít rồi. Toàn cây trong nhà thì anh phải trong nhà. Đúng rồi. Toàn cây nhỏ nhỏ này thôi, có đất đâu. Những cây này thèm chơi làm sao được. Hoa mà em chưa em gần à, gần nhà ông nhà. Ok quá. Đi vào nhà, nhà nhiều cây. Chúng nó tầm khoảng 5-60 cây. Thế ngon rồi. Những cái đồ nhỏ nhỏ có nhiều không? Nhỏ nó mang khoảng 40 cây. Nhưng mà không mang đi chợ nhỉ? Toàn cây... Em ơi, anh bảo này. Ít gì cái thằng bố con. À. Không cần đây, không phải là thằng bố con này. Rồi biết, làng đấy thì nhà ai ít nhiều cũng có cây hết. À, toàn cây để... Không, nhiều khi thế bác này bác mang mấy cây mini đẹp hết. Không, cứ không trong nhà hay sập nhà hay mua về xong rồi bán phố, cầm các tóc về. Vâng, biết. Ở chỗ đại lộ ấy đúng không? Đấy, không phải mua chậu về. Mua chậu không thì mua chậu. Thực ra là thích cái chậu thôi. Đang tìm cái chậu giống như thế. Sao bán cái nhà 2 triệu. Đẹp mà. Ok, chúc mừng bác nhá, để này sang đây tí. Đẹp rồi. Vâng. Đằng kia không biết có ai ngồi. Có hả ai? Đằng kia có ai ngồi không? Không có ai. Thôi, ra. Ông... các ông ra đây hết rồi. Đằng kia nó chật. Hoa xứ. Hoa xứ. Đấy, có mỗi hai góc nhài. Cái ông xe nhài bây giờ là không thể đi nữa. Quay cho bác cả này phát bác Tuấn này đây. Hôm trước có người nhà nhiều hoa quá này, kép này, kép. Hôm trước có người lấy cây này đâu nhỉ? Tuấn đâu nhỉ? À ông à, chủ cây ông chạy đi đâu mất rồi. Thôi được, có số rồi. Bán cây cảnh đi. Đấy, cái bác này hôm trước cây này này. Là à, ông Thị à. Vừa nãy quay cây ông nhưng không biết giá. Cái cây Nguyệt Quế là bao tiền không?
cái 2 triệu. Còn cái cây xanh bên cạnh? Cây xanh bên cạnh 2 triệu rưỡi. Làng ấy đúng không? Ừ. Quê đúng không ông nhỉ? Quê. Quê. Cây đẹp, dáng đẹp. Cây đẹp phết đây. Thôi, thế là biết thông tin rồi. Đấy. Nhảy kép. Bác nào chơi hoa nhảy kép thì đẹp. Nụ nó khủng khiếp. Ước thì bằng bằng ngón chân cái. Chả biết bao tiền. Số má đấy. Tí nữa hỏi gì riêng. Kín mất lối vào. Ôi shit. Đấy, liên hệ bác nhé. Đây này, trước có quay rồi. Đây, đến cái đường ra nó khó anh. Quê kín rồi. Đấy. Đi ra mà thấy khó này. À. Rừng đẹp đấy anh Việt ạ. Rừng này đẹp đấy. Bao tiền đấy? Rừng này này. 3 đồng rưỡi. Đấy. Cẩm Thị rừng. Ai yêu thích dáng rừng, cây khai thác. Giá đi mái. Ngày ta. Ngày đơn. Đấy, ngày đơn những nụ nó khác này không? Nhưng mà chơi hoa rất là tao nhã luôn. Quá. Vừa nãy quên mất không quay cái mặt trước, bây giờ đi ra mất rồi. Có lại là có một cây cẩm thị rừng, độ chắc một người bê thì nặng, cao tầm 60 phân. Về chắc sửa thêm chút là đẹp. Trời ơi. Chờ đẩy một cái xe chở cái này về nhà này. À, chở cho khách à? Chở cho khách à? Bác. Đâu, chở về nhà thì nhà luôn. Sao không bán nữa mà này? Không, cái này bán cho khách. Bán cho khách VIP à? Bán cho khách VIP à? Làm biển đấy. Biết rồi, nhưng bán cho người khách VIP à? Nhiều tiền. Cứ ở chợ này không có người. Đây đây đây, đến lại của xong tôi. Mỏng dính nhỉ. Đấy. Có được cái điều à? Có được 5 phân không đấy? Mỏng dính nhỉ. Về trong cái ăn sống rồi. Bên này là bao nhiêu tiền đấy? 3 triệu rưỡi. Đấy, ra bán đấy đúng không? Cho khách VIP đấy đúng không? Bán. Đấy. Đẩy à, cái này nặng lắm mà phải đẩy. Đó, tôi đẩy ngồi xe. Thế đây mấy cây này không bán à? Để đấy chạy chở cái này về nhà. Tội gì chưa trở về có được vấn đề gì đâu. Cái sứ này bao nhiêu tiền đây? 1 triệu 2. Đấy, 1 triệu 2. Thêm mái. Ừ. Thêm mái. Nhà. Cây để nhà trên tầng 3 luôn mà hôm nay đều đi. Đúng rồi. Quá đẹp. Hoa. Ủa đi. Nhưng mà đi để đứa phải chạy 2 chuyến. Nhưng mà nhà chật lắm, không để được. Đấy, ok các bác. Giờ gặp ông Nhạn, ông Nhạn thì vẫn mấy cây cũ. Ở đây. Đồ mini con. Phái quái phết. Chậu lồng chậu này này. Vừa nãy không để ý thấy. Cái này ông bán bao nhiêu không? Có này ông bán bao nhiêu này? Đấy. Đấy kia. Ông phải. Ê, đây 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 đây. Đây đây. Đây, ông có thể chở một chú được không? Ủn đít gì? Rồi. Bao nhiêu đây à? Kia, 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 kia. Đấy. Múc. 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 Đấy, 5 ly.
ít đồ chơi vui. Rồi, kết thúc công nhận. Hôm nay có chở cho khách nào không? Có, cái hôm ấy từng Hải lại cho từng Việt với Hải. Dạ. Chia đấy mà lại từng Hải. Vâng. À không phải hỏi Hải. Tôi qua lại gọi lại. Không phải gọi. À, bảo hôm nay chở cho em. Anh hay ra chở ra cho ông ý gì? Ừ, lấy rồi gì? Cái này. Cái chi hay là cái kia? Cả cái chi cả cái đấy hai cái. À thế. Sao ông biết cái chi này? Cái chi tôi vì ảnh. À thế. Kinh dạo này giao dịch ảnh rất ghê quá nhỉ. Cái này để cho Hải bao nhiêu đâu? 2 phân. Đẹp phết nhỉ. Đẹp quá. Cái này ông mới có. Đẹp quá. Ok rồi. Chở 2 cây luôn. Mấy giờ ra đây không biết. Để đưa thêm ở trong mua. Rồi, ok. Thế là vui rồi, phấn khởi. Hôm ấy là Việt tôi mới tưởng là tiền hỏi cho Hải. Không, hỏi ông em. Nhưng mà nó không có tiền. Tôi bảo tôi là 6 triệu 3 rồi. Thế Hải thì gọi gì, cần gì phải hỏi hộ. À. Thế Hải thì khác. Tôi bảo thằng Hải thế, tôi bảo là tôi cần 6 triệu 3 rồi. Anh thích rồi nghe em đúng không? Anh em chơi nhau, nó quay rồi. Nói cho anh biết thì anh. Ok, thế là được rồi, thế vui. Anh em đỡ nhau tí. Ok.